Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thamma, Nam Mô Sangkha, dạ, con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Phạm Minh Thành, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Trì cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, dạ, con kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ ba 28 tháng 7 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ con kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắt bạch xin giới. Nam Mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thamma, Nam Mô Sangkhaya. Ukkha sammayang phante tisarane nasaha attang gassamman nagatang upo satang yacchama dutiyambi mayang phante tisarane nasaha attang gassamman nagatang upo satang yacchama tatiyambi mayang phante tisarane nasaha attang gassamman nagatang upo satang yacchama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tát Sa Phật Cha Hạ Tôn Sam Nam mô Tát Sa Phật Gạo Tô Cha Hạ Tô Sam Nam mô Tát Sa Phật Gạo Tô Cha Hạ Tô Sam Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Bụt đà hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thăng saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử quy y Pháp. Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sangkhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng. Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi
Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata que chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana quê chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musawada we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayama chappamadathana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me jayama chappa ma dathana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala vosana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana que chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha ghi ta quá đi ta vi su ka da sa na ma la ga ta de pa ta tha ra na man da na vi phu sa na tha na ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Na cha gi ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan ta vi le pa na tha cha na man da na vi fu sa na tha na we cha ma ni si kha pa dang sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha sinam maha sajana veramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana quê ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhapan nyatang upo satang imang charatin imang chatiwasang samadewa afirakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposasi varasena iman jaratan iman chidivasan sathukang katawa apamadena sammarakitambang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si le na su tan yan ti, si le na phu sam ba da, si le na nip bu tan yan ti, tas ma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật
tác thành thăng duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào, đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sarasvati bhavantu te. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, lành thai. Nam mô Bụt thai ạ. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tổ đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tế Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Con thành kính đảnh lễ sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Bích Tha dạ. Đây là chương trình Phật Pháp của Bích Tha Tham Má trên Phao Thó. Mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Từ Mẫn thành kính đảnh lễ với chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020. Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú tỳ kheo Giác Đẳng. Bài 15 kinh Tư Lượng. Anumana Sutta, phân đoạn 083 đến 085 sẽ do thượng tọa Tuệ Huyền giảng giải. Và để tiếp tục chương trình, còn thành kính cúi đầu đảnh lễ ngài thượng tọa Tề Siêu, còn kính cung thỉnh ngài từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Thầy Giá, còn kính ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài kinh số 15, bài kinh Tư Lượng. Bài kinh này tôn giả Mahamoggallana ngài dạy cho các vị tỳ kheo một cái pháp tu rất là đơn giản, nhưng mà cái sự thực hành
và kết quả không phải là đơn giản. Bởi vì khi một vị tỳ kheo biết tư lượng, biết quan sát, hàng ngày vị tỳ kheo đó sẽ có cái sự thay đổi và rèn luyện được những cái đức tính tốt đẹp của một vị tỳ kheo. Ở trong thư bộ kinh thỉnh thoảng chúng ta nghe được những bài, những pháp được giảng do các vị đại đệ tử của Đức Phật, những bậc A-la-hán thuyết. Bài kinh tư lượng là một trong những cái bài kinh đó. Cho nên đối với những bài kinh do tôn giả, những bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật thuyết giảng và được đưa vào trong chánh tạng, đó được xem như là những chính do Đức Phật khi mà các vị A-la-hán, các vị thanh văn đệ tử của Đức Phật ngày lấy kinh nghiệm bản thân và thêm vào đó là những pháp do Đức Thế Tôn đã thuyết, rồi các vị tôn giả này trình bày, thì chúng tỳ kheo nghe sẽ được quan hỷ, được lãnh hội, tu tập như vậy cũng có nhiều lợi lạc. Hôm nay nội dung bài kinh cũng không phải là dài lắm, vì vậy cho nên chúng ta sẽ học trọn vẹn cái bài kinh đó. Bởi vì bố cục của bài kinh chỉ gồm có 3 phần thôi. Phần thứ nhất là nói về những tính khó dạy và những tính làm cho vị tỳ kheo dễ dạy. Thứ hai đó là ngài Moggallana, ngài nói vị tỳ kheo phải tư lượng, chính mình phải tư lượng, tức là phải xét, suy xét bản thân mình, chính mình phải suy xét bản thân mình. Và bố cục thứ ba tức là tự mình quan sát, chính mình. Ở trong bài dịch nó có vấn đề mà chúng tôi cũng thường đề cập đến, thí dụ như là tự ngã, tư lượng với tự ngã.
cái câu đó nó vừa nguy hiểm mà vừa khó hiểu. Cái chữ tự ngã này, chúng ta không nên tùy tiện mà chúng ta xài. Và tự ngã, tư lượng tự ngã với tự ngã thì cái câu này nó tối nghĩa đó. Hoặc là tỷ kheo cần phải quan sát tự ngã với tự ngã, cái chỗ này cũng là khó hiểu. Chúng tôi nói khó hiểu tức là cái mạch văn nó không được sáng và có sự nguy hiểm khi mà xài chữ tự ngã. Cho nên ở đây chúng ta phải biết là chính mình phải quan sát chính mình, tự mình phải tư lượng với tự mình, tức là xem xét. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin gợi ý để dẫn nhập. Ồ, hôm nay thì cuối cùng thượng tọa tuệ quyền cũng không có giảng bài, mà thượng tọa giác đẳng sẽ là điệt khuyết. Biết thượng tọa giác đẳng điệt khuyết thì chúng tôi không có phân tích kỹ lưỡng, bởi vì thượng tọa cũng nhận thức, nhận xét điểm này giống như chúng tôi vậy. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, chánh tăng bài học, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa giáo đảng giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá và từ mẫn con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân ngài thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay, và sau đây con xin đọc bài kinh văn. Mười lăm kinh tư lượng Anuma Nasutta phân đoạn 083 đến 085 gọi là kinh tư lượng Anuma Nasutta vì nội dung dạy một vị tỳ kheo nên suy xét tư lượng Anumana về bản thân của mình như thế nào để trở thành người được tăng chúng chỉ dẫn và góp ý trong sự tu tập. Thổ ấy tôn giả Mahamoggallana sống giữa những thuộc người thuộc dòng họ Phagga tại núi Sumbaragira gần Pesakala vườn Nai. Ngài giáo huấn chư tỳ kheo thế nào thế là người khó đón nhận sự xây dựng từ tăng chúng, và những đức tánh nào khiến một vị tỳ kheo trở thành là người dễ nói, dễ đón nhận sự xây dựng từ tăng chúng. 083. Một tỳ kheo thỉnh giáo nhưng tăng chúng không nên góp ý xây dựng. Sống giữa tăng chúng là cơ hội lớn để rèn luyện bản thân của một người xuất gia. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể đón nhận sự chỉ giáo chân tình của Thầy Tổ, Pháp Lữ, bởi vì chướng ngại từ cả tánh của mình. Kinh văn. Như vậy, tôi nghe một thời tôn giả Maha Moggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Phagga tại núi Sumaragira gần Phesakala vườn Lộc Uyển. Ở đây tôn giả Maha Moggallana
Đại Mục Kiền Liên gọi các tỳ kheo: Chư hiền tỳ kheo, thưa hiền giả, những tỳ kheo ấy vân đáp tôn giả Ma Hà Mốc Ra Là Na. Tôn giả Ma Hà Mốc Ra Là Na nói như sau: Chư hiền, nếu tỳ kheo thỉnh nguyện mong rằng chư hiền giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói. Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy, thì các vị đồng hạnh, đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỳ kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng tỳ kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những tánh khiến người ấy trở thành khó nói? Một, chư hiền, ở đây vị tỳ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối. Chư hiền, tỳ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Hai, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo khen mình chê người. Chư hiền, tỳ kheo khen mình chê người, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Ba, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối. Chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Bốn, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiềm hận. Chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiềm hận, như vậy là khó nói. Năm, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. Chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, như vậy là khó nói. Sáu, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ đốt thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ khó nói. Bảy, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội trở lại chống đối. Vị đã buộc tội mình. Chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội khó nói. Tám, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội trở lại chỉ trích vị đã buộc tội mình. Chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội khó nói. Chín, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình. Chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội khó nói. Mười, lại nữa, chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình. Chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội khó nói. 11. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội. Chư hiền, tỳ kheo bị buộc tội khó nói. 12. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo hư ngụy và não hại. Chư hiền, tỳ kheo hư ngụy và não hại khó nói. 13. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo tật đố và sang tham. Chư hiền, tỳ kheo tật đố và sang tham khó nói. 14. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo lừa đảo và lường gạt. Chư hiền, tỳ kheo lừa đảo và lường gạt khó nói. 15. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo ngoan mê và quá mạn. Chư hiền, tỳ kheo ngoan mê và quá mạn khó nói. 16. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Chư hiền, tỳ kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. Chư hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở thành khó nói. Những điểm cần nhớ: 16 tật xấu gì khiến một tỳ kheo thành người khó nói là ác dục, khen mình chê người, phẫn nộ, hiềm hận, cố chấp, thốt lời giận dữ, chống đối, chỉ trích, chất vấn, nói lảng, không giải thích, hư ngụy não hại, sang tham tật đố, lừa đảo ngã mạn, khó xả. 084. Những đức tánh khiến một tỳ kheo đáng được tăng chúng góp ý xây dựng. Đức tánh nhu thuận, chịu lắng nghe và biết phục thiện là những lời lạc to lớn của bất cứ ai sống giữa cộng đồng tăng chúng. Kinh văn: Chư hiền, nếu tỳ kheo không thỉnh nguyện mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói, và nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những tích đức tánh khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận,
Khi được nghe giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỳ kheo ấy đáng được nói đến, nghĩ rằng tỳ kheo ấy đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư hiền thế nào là những đức tánh khiến người ấy trở thành dễ nói? Một, chư hiền ở đây tỳ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối. Chư hiền tỳ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối. Như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Hai, lại nữa, chư hiền tỳ kheo không khen mình chê người. Chư hiền tỳ kheo không khen mình chê người, dễ nói. Ba, lại nữa, chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối. Chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ, trở thành dễ nói. Bốn, lại nữa, chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận. Chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ, trở thành dễ nói. Năm, lại nữa, chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. Chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ, trở thành dễ nói. Sáu, lại nữa, chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ, không vì phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Chư hiền tỳ kheo không phẫn nộ, trở thành dễ nói. Bảy, lại nữa, chư hiền tỳ kheo bị buộc tội không trở lại chống đối vị đã buộc tội mình. Chư hiền tỳ kheo bị buộc tội trở thành dễ nói. Tám, lại nữa, chư hiền tỳ kheo bị buộc tội không trở lại chỉ trích vị đã khiển trách mình như hiền tỷ. Như hiền tỳ kheo bị buộc tội trở thành dễ nói. Chín, lại nữa, chư hiền tỳ kheo bị buộc tội không trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình. Chư hiền tỳ kheo bị buộc tội trở thành dễ nói. Mười, lại nữa, chư hiền tỳ kheo bị buộc không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình. Chư hiền tỳ kheo bị buộc tội trở thành dễ nói. 11. Lại nữa, chư hiền tỳ kheo bị buộc tội giải thích thỏa mãn và hành động của mình cho vị buộc tội. Chư hiền tỳ kheo bị buộc tội trở thành dễ nói. 12. Lại nữa, chư hiền tỳ kheo không hư ngụy và não hại. Chư hiền tỳ kheo không hư ngụy và não hại trở thành dễ nói. 13. Lại nữa, chư hiền tỳ kheo không tật đố và sang tham. Chư hiền tỳ kheo không tật đố và sang tham trở thành dễ nói. 14. Lại nữa, chư hiền tỳ kheo không khi cuốn và lường gạt. Chư hiền tỳ kheo không khi cuốn và lường gạt trở thành dễ nói. 15. Lại nữa, chư hiền tỳ kheo khôn ngoan mê, tỳ kheo không ngoan mê và quá mạng. Chư hiền tỳ kheo không ngoan mê và quá mạng trở thành dễ nói. 16. Lại nữa, chư hiền tỳ kheo không chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Chư hiền tỳ kheo không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Như vậy là một đức tánh trở thành dễ nói. Chư hiền như vậy được gọi là những đức tánh khiến trở thành dễ nói. Những điểm cần nhớ: 16 đức tánh khiến một tỳ kheo thành người nói là: không ác dục, không khen mình che người, không phẫn nộ, không hiềm hận, không cố chấp, không thốt lời giận dữ, không chống đối, không chỉ trích, không chất vấn, không nói lãng, không giải thích, không hư nguyện não hại, không sang tham tật đố, không lừa đảo, không ngã mạn, không khó xả, không tám năm, tự xét bản thân để chuyển hóa. Một tỳ kheo thực tu, thực học là người có khả năng nhìn lại chính bản thân để cải thiện. Đây là ý nghĩa chính mà bài kinh gọi là tư lượng kinh văn. Chư hiền ở đây tỳ kheo cần phải tư lượng tự ngã với tự ngã như sau: người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác sẽ không ưa ta, không thích ta. Chư hiền tỳ kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: ta sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chi phối. 2. Người này khen mình chê người nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, sẽ không thích ta. Chư hiền tỳ kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau:
ta sẽ không khen mình, chê người. 3. Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối. 4. Người này phẫn nộ vì bị phẫn nộ nhân trở thành người hiềm hận, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận. 5. Người này phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. 6. Người này phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. 7. Người này bị buộc tội, trở lại chống đối vị đã buộc tội mình, nên ta không ưa người ấy. Ta có bị buộc tội, ta không trở lại chống đối vị buộc tội mình. 8. Người này bị buộc tội trở lại chỉ trích vị đã khiển trách mình, nên ta không ưa người ấy. Ta có bị buộc tội, ta không trở lại chỉ trích vị buộc tội mình. 9. Người này bị buộc tội trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình, nên ta không ưa người ấy. Ta có bị buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình. Người này bị buộc tội tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người ấy. Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vấn đề và không để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình. 11. Người này bị buộc tội không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội biết, nên ta không ưa người ấy. Ta bị buộc tội sẽ giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội biết. 12. Người này hư ngụy và não hại, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không hư ngụy và não hại. 13. Người này tật đố và sang tham, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không tật đố và sang tham. 13. Người này khi cuốn và lường gạt, nên ta không ưa người ấy. Ta không khi cuốn và lường gạt. 14. Người này ngoan mê và quá mạn, nên ta không ưa người ấy. Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn. 15. Người này chấp trước thế tục và chấp tư kiến tánh khó hành xả, nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến tánh khó hành xả, các người khác sẽ không ưa ta, không thích ta, chư hiền tỳ kheo. Khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: ta sẽ không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến tánh dễ hành xả. Chư hiền ở đây, tỳ kheo cần phải quan sát tự ngã với tự ngã như sau: một, không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối không? Chư hiền, nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta có ác dục và bị ác dục chi phối, thì chư hiền tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta không có ác dục, không bị ác dục chi phối, thì chư hiền tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học vào các thiện pháp. 2. Lại nữa, chư hiền tỳ kheo phải quan sát tự ngã với tự ngã như sau: không biết ta có khen mình chê người hay không? Ta không khen mình chê người các thiện pháp. 3. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ bị phẫn nộ chi phối không? Ta không có phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối các thiện pháp. 4. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành có hiềm hận không? Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận các thiện pháp. 5. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ làm nhân trở thành người cố chấp. Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người cố chấp các thiện pháp. 6. Lại nữa, không biết ta có phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Ta không có phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ các thiện pháp. 7. Lại nữa, ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chống đối vì đã buộc tội ta. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chống vị đã buộc tội ta các thiện pháp. 8. Lại nữa,
Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chỉ trích vị đã buộc tội ta. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chỉ trích vị đã buộc tội ta. Các thiện pháp 9. Lại nữa, ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chất vấn vị đã buộc tội ta. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chất vấn vị đã buộc tội ta. Các thiện pháp 10. Lại nữa, ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta. Ta bị buộc tội, ta không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ngoài vấn đề và ta không để lộ sự phẫn nộ, sân hận và bất mãn của ta. Các thiện pháp 11. Lại nữa, ta bị buộc tội, không biết ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết. Ta bị buộc tội, ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết. Các thiện pháp 12. Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại. Ta không có hư ngụy và não hại. Các thiện pháp 13. Lại nữa, không biết ta có tật đố và sang tham. Ta không có tật đố và sang tham. Các thiện pháp 14. Lại nữa, không biết ta có khi cuốn và lường gạt. Ta không có khi cuốn và lường gạt. Thiện pháp 15. Lại nữa, không biết ta có ngoan mê và quả mạng. Ta không có ngoan mê và quá mạng. Các thiện pháp 16. Lại nữa, chư hiền, ở đây tỳ kheo cần phải quán sát tự ngã như sau. Không biết ta có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả không? Chư thiền, nếu tỳ kheo quán sát và biết rằng ta có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, thì chư hiền tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ những ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo quán sát và biết rằng ta không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, thì chư hiền tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, nếu trong khi quán sát tỳ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ tuổi trong tuổi xuân, tánh ưa trang điểm, tự quán sát mặt mày của mình trong một tấm kính sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm hay cấu uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ rằng thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự ta được thanh tịnh. Cũng vậy, chư hiền, nếu trong khi quán sát tỳ kheo thấy rằng tất cả các ác pháp bất thiện pháp chưa được đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Tôn giả Maha Moggallana thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Maha Moggallana. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và Nam Mô Bức Tha Giá. Con thành kính tri ân quý ngài và quý sư. Con đã đọc xong bài kinh văn, con thành kính cung thỉnh ngài trường tọa Giác Đẳng Từ Bi Hoan Hỷ giảng giải bài học hôm nay cho chúng con. Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính cung thỉnh ngài. Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thượng Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị,
Bài kinh ngày hôm nay được đặc biệt đề cập đến tánh hạnh của một vị xuất gia, một vị tỳ kheo sống giữa tăng chúng. Và do cái tánh hạnh này mà một vị khó nhận được những cái lời nói xây dựng từ tăng chúng, và có một vị ngược lại thì dễ nhận được lời nói xây dựng từ phía tăng chúng. Đồng thời ngài Mahamoggallana, tức là ngài Đắc Hiền Liên, cũng có nêu lên một phương pháp tu tập mà mình có thể chuyển hóa, thay đổi bản thân của mình để được tốt hơn. Thì trước hết quý vị, tôn giả Moggallana mà chúng ta thường gọi là tôn giả Mục Hiền Liên, ở đây có cái chữ Maha Moggallana, tức là Đại Mục Hiền Liên, được cách gọi tương đối là phổ thông ở trong ngôn ngữ của Ấn Độ. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì giống như ở tại các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, ít khi người ta dùng cái pháp danh, vẫn dùng cái tên, thí dụ ngài Kassapa là ca nhất, nhưng mà có nhiều vị tên là Kassapa, thành ra ngài được gọi là Maha Kassapa hay là Maha Chunda chẳng hạn. Nói nôm na theo chúng ta ngày hôm nay là vị lớn vị nhỏ, ngày ca nhiếp lớn ca nhiếp nhỏ, thì trong trường hợp ngày Maha Moggallana của mình, ngày Đại Mục Hiền Liên đó, hay ngày Maha Moggallana là một ở trong hai vị thường thủ thiên văn của Đức Phật. Chúng ta đã nghe rất là nhiều lần là khi mà Đức Phật ngài đi đâu với một cái tăng đoàn rất là đông đảo, thì thứ vị thông thường ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Hiền Liên là hai vị giáo thọ hướng dẫn tu tập dạy dỗ, và những lúc cần thì Đức Phật ngài dạy thêm vào, nhưng mà căn bản dạy hàng ngày. Đặc biệt là từ hạ 20 trở đi cho đến khi Đức Thế Tôn viên tịch, tôi 25 năm đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Hiền Liên, mà nói trong danh từ Pali chúng ta gọi là Sariputta và Maha Moggallana, là hai vị rất thường có mặt ở tại chư kỳ viên Đức Phật. Thì trong kinh ghi lại là ngài Xá Lợi Phất thường hướng dẫn về pháp học, về tính lý căn bản cho người mới bắt đầu, và khiến cho những vị này thành tựu được cái niềm tin. Nhưng mà ngài Maha Moggallana thì hướng dẫn về pháp hành, đi xa hơn trong con đường tu tập về định và tuệ. Đặc biệt là ngài là một vị rất là lão luyện trong thiền chứng, nên khi ngài được xem là vị hướng dẫn nhiều pháp hành. Hai vị này là hai vị tri kỷ trước khi xuất gia và sau khi xuất gia trở thành hai vị thượng trụ thanh văn của Đức Phật, thì chia sẻ cái phần hành rất là mật thiết. Nhưng mà nếu chúng ta đọc vào những bài pháp của ngài Xá Lợi Phất giảng đó, thì chúng ta thấy là những bài pháp có đôi khi ngài giảng rất là rộng, mang tính cách là pháp học nhiều, ngài cũng giảng pháp hành vậy. Nhưng mà những bài giảng của tôn giả Mục Hiền Liên thì tương đối là cô đọng, chỉ thẳng và rõ vào trong đời sống tu tập. Ở đây không có chuyện là vị nào dở, vị nào giảng hấp dẫn và không hấp dẫn,
Bởi đơn thuần là bởi vì hai vị có hai cái phần hạnh khác nhau. Cái bài kinh ngày hôm nay là một bài giảng của tôn giả Mục Kiền Liên lên Chư Tăng về một khía cạnh mà có lẽ là nhiều Phật tử mới nghe thấy không có quan trọng đối với mình. Nhưng mà kỳ thật thứ gì đúng là nội dung của bài kinh này chỉ đề cập đến đời sống của vị xuất gia. Nhưng mà rồi qua đó người cư sĩ cũng học được rất là nhiều. Riêng về vị xuất gia đó thì Đức Phật Ngài có dạy nhiều lần, là một ở trong những khía cạnh mà ảnh hưởng tới đời sống tu tập của chúng ta nhiều, đó là thiện hữu hay là bạn lành. Có một người bạn lành, một người đồng hành với mình ở trong cuộc sống, người đó có thể dám nói những điều gọi là nhược điểm, khuyết điểm của mình. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng có một người bạn như vậy đó thì giống như có người chỉ cho mình cái kho tàng vậy đó. Nghe thì nó hơi hơi lạ, nhưng mà kỳ thật là cái người có thể chỉ cho mình những cái chỗ sơ sót của mình giống như người chỉ cho mình kho tàng, kho báu đó. Và Đức Phật Ngài khuyên là chúng ta nên hoan hỷ với điều đó. Mình hiểu rằng mỗi người chúng ta đó thì thường sống với cái tự ngã, bản ngã chấp, với lòng tự ái, và luôn luôn trau chuốt về tự ái, trau chuốt về bản thân của mình. Và trong sự trau chuốt đó, ít khi mà chúng ta mở lòng ra để mình lắng nghe, để được xây dựng, để được góp ý. Và về điểm này đó, ở một phương diện nào đó là sự thiệt thòi lớn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường rất là chủ quan về bản thân của mình, ít khi có cái nhìn khách quan. Ồ, đây là điểm sai lầm, đây là cái nhược điểm của mình. Vì vậy khi mà mình sống ở giữa tăng chúng, nếu tăng chúng chỉ quở trách hay chỉ phàn nàn, khi mà mỗi người chịu không nổi nữa rồi thì lúc đó mình bị thiệt thòi lắm. Còn cái lời nhắc nhở hay là góp ý bình thường thì thưa quý vị, nó lại là một việc rất là tốt. Chúng tôi nhớ và thường kể chuyện là hồi của thường còn trẻ thì thuyết pháp, thì cái thói quen của một nhà sư trẻ là tí cần thì lấy y ra mặt thôi chứ không có để ý. Sau này hòa thượng đi thuyết pháp nhiều quá, thì có một vị sư bạn kể ra cũng mà sư bạn này là vị bán thế xuất gia, tức là trước kia là vị cư sĩ, thì rất là quý ngài hộ giác. Có lần nó đi khất thực chung thì vị sư bạn mới nói ngài hộ giác là chắc sư để ý cái vụ y của sư đó. Mỗi lần sư đi thuyết pháp gặp Phật tử, cái y của sư nó nhầu nát đó. Mình là nhà sư thì không cần cái gì mà cao sang, nhưng mà mình ra gặp Phật tử mà cái y nhăn nheo quá thì coi cũng kỳ. Tại vì dù sao đó là cái nhìn của người đời. Thì ngài hữu giác nghe nói như vậy,
Từ đó trở đi trong đời của Ngài là Ngài thường xếp y một cách rất là cẩn thận. Và do xếp y cách cẩn thận thì cái y nó không có bị nhăn nheo như trước kia. Thì Ngài nói rằng những năm tháng sau này thì mỗi lần Ngài nghĩ đến vị đó, Ngài biết ơn. Ngài nói rằng ít có khi nào, có lẽ vì nó không nghĩ rằng cái lời nói đó có ảnh hưởng suốt đời Ngài Hậu Giác như vậy. Về phương diện đắp y, mặc y, cái giai thoại đó nó cho chúng ta thấy một điểm như vậy. Có những điều tư rừng hay là mình nghĩ nó không quan trọng trong đời sống, nhưng mà có những người họ nhắc mình và mình chịu nghe, mình chịu thay đổi thì nó trở thành một hành trang rất quý giá trong cuộc sống. Nhưng mà để được nghe những điều đó đó thì không phải dễ dàng đâu, bởi vì mỗi con người, người ta nói là cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Nhưng mà nói theo Phật Pháp đó, thì mỗi người chúng ta sinh ra đời thì chúng ta là một cái di sản của quá khứ. Chúng sinh là kẻ thừa tự nghiệp, thưa quý vị. Và trong cái di sản của quá khứ để lại đó, nó có nhiều cái liên quan đến tập khí hay là thói quen. Những cái thói quen với một đời mà nhiều đời. Và vì vậy mà để chúng ta có thể thay đổi nó cũng phải dễ, và nó phức tạp lắm. Ngài Mục Kiền Liên ở trong bài kinh này thì Ngài đề cập là không phải là một người khó nói mà không có nhận được cái lời hướng dẫn xây dựng của chư tăng, mà nó còn có nhiều cái thứ khác mà nó khiến cho một người khó mà nhận được sự xây dựng của những bậc đồng Phật hành. Điều này nó cũng giống như là, thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ mà nghe nói bệnh tiểu đường thì chúng tôi chỉ biết có thôi, là mình nghĩ là người tiểu đường là người ăn đường nhiều, ăn ngọt nhiều. Nhưng mà tới chừng sau này lớn lên ở gần hòa thượng và bản thân của chúng tôi cũng bị tiểu đường rồi đó, thì chúng tôi mới biết rằng có nhiều thứ mà nó tạo nên đường, chứ không phải chỉ có ăn ngọt có thành bão đường. Ví dụ như chất phát, chất béo nhiều quá, ví dụ như là ăn tinh bột nhiều quá, ví dụ như là calorie nhiều quá, mình ăn không có ngọt nhưng mà calorie quá dư thì calorie nó cũng biến thành đường. Thì như vậy những cái nguyên nhân hoặc xa hoặc gần, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đó, đôi lúc chúng ta không có nhận ra được. Và do chúng ta không nhận ra được nên thưa quý vị, chúng ta nghĩ nó hề gì, ôi chuyện đó có gì đâu, nhưng mà kỳ thật nó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Ở đây chúng ta cũng nói thêm một điều, người ta nói là chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Có nghĩa là ở trong cuộc sống khi mình nói với người khác mình dễ thấy lắm, thấy cái rồi cái hay người khác, cái dở người khác, tại mình là người ngoại cuộc mà. Nhưng mà khi mình nhận thức về bản thân của mình, mình có những sai sót như vậy, mình có những vấn đề như vậy thì thông thường chúng ta không có, chúng ta không có trung thực, chúng
chúng ta không có khách quan xét về chính mình là chuyện rất là khó, thưa quý vị. Trở đi ngày Mahamoggala, ngày Bục Kiền Liên, ngày nêu ra 16 cái tánh nết mà khiến một người trở nên khó nói, khó dạy. Đầu tiên là ác dục, tức là một người. Cái chữ ác dục ở đây là chúng ta dùng cái chữ là thông thường ở bên ngoài, ngoài đời ta gọi là ham hố. Ví dụ như mình thích cái gì á, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đi chơi, thì cái thích nó bình thường thôi. Nhưng mà ham hố á, tức là cái gì mình muốn mà muốn nó quá đáng, muốn một cách tai hại, muốn một cách gọi là lao mình vào chỗ đó, gọi là ham hố. Thì ham hố tương đương với chữ, giống như chữ ác dục. Một điểm thứ hai đó, mà người đó là một người khó xây dựng. Là một người phải có cái tính tự đáng quy tha. Bất cứ ai trong cuộc đời mà thứ vị mình nói chuyện trong 5 phút, 10 phút mà mình nghe người đó họ chỉ biết đề cao bản thân và chê người khác thì là có vấn đề. Cái tính người tự đáng quy tha. Không có ai có cái tính thường tự khen mình chê người đó mà người đó dễ xây dựng hết. Tại vì sao? Vì họ tự khen mình, tức là họ họ tâng bốc mình một cách quá đáng thì không nên xây dựng như vậy. Thành ra đó là một cái tính nết gọi là tự tán quy tha, thì không khen mình chê người nặng quá, không, người đó không nên xây dựng. Người đó là người phẫn nộ, dễ nổi nóng, mới có đụng chạm một chút thôi thì nổi khí xung thiên rồi, thì người đó cũng không phải là người nên xây dựng. Người hay hiềm hận, tức là mình ấy hay hay kết ở trong lòng, hay mình gọi là hay ghim thắt ở trong lòng. Cái ghim thắt là ví dụ như một người thợ may, họ muốn giữ hai cái mối vải với nhau thì họ lấy cái ghim, họ ghim vào trong đó. Thì có những người mà mình tuyệt đối không có nên xây dựng, đó là cái người họ hay thù dai. Mình mới có ý kiến xây dựng đó là anh là chị và hay sư đó hơi không nên làm như vậy, thì điều đó khiến cho họ chẳng những phẫn nộ mà còn tạo nên hận thù, thì cái tính không nên. Và thưa quý vị, bốn cái tính tiếp theo mà ngài nói, bốn cái tính nết tiếp theo mà ngài nói ở đây đó, cũng khiến cho một người trở nên khó dạy và hoàn toàn không nên đụng chạm tới. Đó là người cố chấp hay phản ứng một cách giận dữ, phản ứng một cách trích lại. Cố chấp là thí dụ nói tôi vậy đó, ai chịu nhiều thôi. Thì cái câu đó, một người họ nói câu đó là nghe nó nhẹ nhưng mà đừng bao giờ đụng tới người đó. Tại vì sao vậy? Nói như vậy là mình không cách gì sửa người đó được. Hay tốt là giận dữ, ví dụ như ai xây dựng mình bực bội á, mình nói chuyện nó có gì đâu mà phải nói, có gì đâu mà phải làm lớn chuyện, và mình nổi khí xung thiên lên giận với lời xây dựng người khác thì người đó không nên xây dựng. Chống đối có nghĩa là ví dụ như nói rằng
Anh nói như vậy là phạm thượng. Anh nói như vậy là xúc phạm tới tôi. Thì một người mà chống đối lại đó, là không không nên. Nhưng mà cũng có những người còn tệ hơn nữa là họ chỉ trích lại. Chỉ trích lại nói rằng anh có tốt không? Mà anh dạy tôi. Chị có hay không mà chị dạy tôi. Thì cũng cũng chết. Một cái người mà có trí đó, thì dù một đứa nít nhỏ đó mà nó chỉ cho mình cái dở của mình thì mình cũng lắng nghe. Chứ phải quay lại mình chỉ trích nói con nít nó biết cái gì mà nói, hay là hoặc giả là người đó họ bao nhiêu tuổi mà dám dạy đời tôi vân vân. Bây giờ người ta nói, dám lên lớp tôi chẳng hạn, thì khi mà mình đã như vậy thì không ai dám nói gì mình hết. Thì cái phản ứng bằng sự cố chấp, phản ứng bằng cách giận dữ, phản ứng bằng cách chống đối, phản ứng bằng cách chỉ trích lại đó, là những cái phản ứng nó gắn, nó là cái nết mà một người khó có thể chỉ trích, khó có thể xây dựng, và tăng chúng không nên chia sẻ với người đó, góp ý với người đó về những cái sai sót, khuyết điểm của người đó. Và ở đây ngày Mục Kiền Liên ngày còn nêu thêm bốn cái tính khác, là bốn cái cách chống chế cho bản thân của họ khi người khác xây dựng. Và bốn cái chống chế này đó, nếu một người tỏ thái độ như vậy đó, thì cũng không nên xây dựng làm gì. Đó là chất vấn. Chất vấn là hỏi lại. Ví dụ như mình ai nói với mình là mình làm chuyện có sai, mình đặt vấn đề là ở đâu, hồi nào, sao anh biết, sao chị biết, vân vân, thì đó là chất vấn là hỏi lại. Thay vì người ta nói mình đó, mình nghe, mình xác lại à, còn mình có làm hay không, nhưng thái độ mình chất vấn trở lại. Hay là nói lãng, hay là nói né tránh, nói né tránh đi. Người ta nói mình cái chuyện đó là cái chuyện mình sai quấy, thì mình lại đem một cái đề tài khác mình đặt vào, thì cứ là nói né tránh. Ví dụ như là họ nói mình là không có sạch sẽ, thì bây giờ mình đem cái chuyện tốn kém ở trong nhà ra, muốn cái này muốn kia phải tốn kém, có vẻ không phải dễ chứ hả. Mình không có chịu nhìn thẳng vào vấn đề, không có quy biện. Quy biện ở đây nói rằng tại vì tôi có cái lý do này nên tôi phải như vậy, tôi có lý do khác phải như vậy. Ví dụ như một người mà họ không có thành thật, nhưng có ai chỉ trích thì người này lại đưa ra một cái nguyên nhân tại sao mà tôi không thể thành thật được, thì cái đó là ngụy biện. Thành thật là thành thật, không thành thật không thành thật, mà nếu có lý do để không thành thật, cái đó là ngụy biện. Không có hư ngụy não hại, tức là hư ngụy não hại nó là cái tính mà làm cho mình ta khó nói. Hư ngụy não hại ở tại đây ấy, nó cũng là một cái phản ứng quả mù, cái phục hợp phản ứng ấy, kéo nhau xuống bùng hết. Người ta xây dựng mình là anh làm chuyện có sai, chị làm chuyện có sai, thì thay vì mình nhận, nếu mà mình có mình nhận, không có thì thôi, nhưng mà trong lúc đó thì mình lại kéo nhau cái đó, tôi làm như vậy đó. Chứ nhiều người, thậm chí những vị lớn hơn tôi mà cũng làm vậy thôi, người này người kia, mình kéo nhau xuống bùng hết á. Là thái độ đó hư nguyên đạo hại. Bốn cái tánh nết sau cùng mà ngài Bụt Kiền Liên ngài dạy rằng một người có bốn tánh nết này đó thì rất là khó nói và không nên góp ý nữa. Và Chư Tăng cũng muốn góp ý sang tham tật đố. Cái chữ sang tham ở đây nhắc lại là có nhiều người hiểu sang tham là lòng tham. Sang tham ở nghĩa là bỏng sẻn. Cái người mà bỏng sẻn và ganh tị, từ bỏng sẻn ganh tị, thì bỏng sẻn và đố kỵ ở đây gọi là tham lam sang tham tật đố, thì người đó không không nên. Cái người mà bỏng sẻn ở trong tăng chúng là một người mà luôn luôn thu gấp. Mình có rất nhiều, mình có dư á, mình cũng muốn chia cho ai, đó là vấn đề sang tham. Cái sang tham là không muốn ai chia bớt cái mà mình đã có. Đố kỵ là mình không vui với cái người khác có.
Dạ. Sân tham là không muốn mất đi cái mình có. Cái đố kỵ hay tật đố là những người một cái tính mà thấy ai có cái gì mà mình không có thì mình đâm ghen ghét. Nhìn thì lạ lắm chứ. Chúng tôi sống ở trong chùa, chúng tôi nhận thức ngay cả một chuyện như vậy. Nó có nhiều trường hợp là cái chuyện đó đó, thí dụ như chuyện tình cảm, mình có chuyện tình cảm thì mình không thấy sao hết, nhưng mà người có chuyện tình cái tình cảm đó, thì mình nhảy lồng lộn lên giống như cái chuyện đó là chuyện đại ác. Hay hoặc giả là mình đi chơi thì mình thấy mình có lý do tốt đi chơi, mà người khác đi chơi mà mình không đi chơi được thì mình đem đạo đức ra mình nói chuyện đi chơi đó. Thì cái thái độ mà đố kỵ và đố kỵ tức là mình không vui với cái người khác có, và thì nó thường là một vấn đề lớn ở trong cuộc sống hàng ngày. Lừa đảo, lừa đảo ở đây tức là một cái người sống mà luôn luôn dựng chuyện, luôn luôn thổi phồng, luôn luôn nói sai sự thật. Ở đây dùng chữ lừa đảo có thể làm cho chúng ta hiểu là mình đi gạt tiền gạt bạc người khác, ở đây không hẳn như vậy. Chữ lừa đảo ở đây tại đây có nghĩa là mình đặt chuyện để làm cho người khác hiểu sai lời vấn đề. Ví dụ như là mình hướng dẫn sai lạc người khác về chuyện gì đó mà do một nguyên nhân, do nguyên nhân gì hướng dẫn sai lạc. Trong câu chuyện xưa đó thì có chuyện là có một vị tỳ kheo làm trụ trì một ngôi chùa, và có một vị A-la-hán đi ngang ghé tá túc tạm qua. Thì cái người đàn tính tức là người thí chủ thường hộ trì ngôi chùa đó gặp được vị A-la-hán rất là hoan hỷ. Do sự hoan hỷ này nên thỉnh Chi Tăng hôm sau đi trai tăng. Chỉ thứ vì cái vị trụ trì ấy, nghĩ rằng nếu mà cái vị khách tăng này mà ở lâu á thì chắc là mình mất Phật tử, nên Phật tử sao không hâm mộ vì đi hơn. Thật ra hôm sau thay vì trước đi ra tăng thì vị này đánh kiển để thỉnh mời thỉnh tất cả chư tăng đi, thì vị này chỉ lấy cái ngón tay búng nhẹ vào cái chuông thôi. Đến nhà vị thí chủ thì vị thí chủ hỏi rằng còn vị khách tăng đâu, thì vị này nói vị đó còn ngủ. À, cái chuyện mà không muốn cho người Phật tử đó biết, không muốn cho vị Phật tử đó tiếp tục thể hiện cái lòng sùng kính kính mộ cái vị khách tăng đó là sự bỏng sẻn, sợ mất phần, sợ mất của, sợ mất Phật tử. Nhưng mà cái thái độ mà lấy cái ngón tay mà búng vào cái chuông, sau đó nói rằng mình đã thỉnh chuông rồi, và đến nhà vị thí chủ hỏi thì nói vị đó còn ngủ, và khi vị nó gửi thực phẩm về cúng dường đó, thì lại đem bỏ đi không mang về, sợ vị này thấy đồ ngon ở rỡ là tiếp tục. Thì những cái đó chúng ta gọi là sự lừa đảo. Sự lừa đảo, cái sự lừa đảo là cái hình thức là mình dùng cái thủ đoạn, và cái thủ đoạn để mà mình làm cho cái sự việc đó nó sai đi. Ngã mạn hay là kiêu mạn là một người lúc nào cũng tự hào, tự phụ, tự thị. Tôi là như vậy đó, tôi hay như vậy, tôi giỏi như vậy đó, tôi vĩ đại như vậy đó, tôi cao cả như vậy đó. Cái đó là sự ngã mạn. Khó có buông xả. Khó buông xả ở đây tức là một người có khả năng chuyện nào qua cho nó qua. Cái nào không đáng thì đừng nghĩ tới. Cái tâm của chúng ta có thể buông được chuyện đó. Cái chuyện khó buông xả này trong đời sống đó, nó không phải chỉ là sự nặng nề cho người chung quanh, mà nặng nề cho bản thân của mình. Một người có cái tánh buông xả đó, gặp chuyện khó khăn thì có thể bất bình, nhưng cái bất bình nó kéo dài không lâu. Mình phải trả mình trở lại với cái không khí thanh lương, với cái sự an tịnh và với cái mục đích tốt ở trong đời sống. Còn một người khó buông xả là cái chuyện gì mà đã ghi đậm trong lòng rồi thì nó cứ ám ảnh hoài, nó cứ theo hoài, và
nó cứ liên tục, mà cho đến khi nào người mình quá mệt mỏi. Ngài Chân Sa ngài nói rằng những người mà khó buông xả, giống như cái tâm, giống như con kiến mà bò chung quanh cái miệng chén vậy đó, nó bò tròn tròn tròn, bò hoài mà không có thể nào mà buông ra được. Thì thưa quý vị, 16 cái tánh nết này nó không có trực tiếp, nó có một số trực tiếp và một số gián tiếp, nó liên quan đến cái mà chúng ta gọi là khó nói hay khó dạy. Nhưng mà với những người mà có cái tánh ý như vậy đó, thì thật ra mình nói cũng bằng thừa, tốt hơn nên im lặng. Khó chứ không phải dễ. Chúng tôi nhớ ngày thực sự hồi xưa ngài nói đó, ngài nói rằng làm tướng và điều khiển một sư đoàn nó không khó bằng một vị trưởng lão mà dạy 10 vị sư. Tại vì ở trong sư đoàn, ở trong lính thì người ta có cái cách đó là ra lệnh, và bất tuân lệnh thì bị hình phạt. Còn ở trong tăng thì cũng thấy ra lệnh được, và khi ra lệnh không được thì cũng sẽ áp dụng hình phạt được, cũng không thể cách chức, không thể bị sa thải được. Và do vậy cái cuộc sống của một người tu, nếu mình khéo thì mình sẽ nhận được rất là nhiều cái sự hỗ trợ, trợ duyên từ những vị pháp lữ, từ những vị đồng phạm hạnh. Không khéo thì mình đi tu suốt cuộc đời, mình chỉ đánh bóng cái bản ngã của mình, và khó ai có thể xây dựng mình, mà cái chuyện nó mệt mỏi và năm dài tháng trọng. Nếu mình để ý lại đó, mà mình cứ cả đời cứ bảo vệ cái tự ngã mình không có tiến bộ, mình không thay đổi được. Và do vậy trong kinh thường nhắc đến một cái chữ mà đôi khi thì gọi tôi sư cũng hay than phiền, là chữ Sovacchasata. Sovacchasata tức là cái tính dễ dãi, cái tính thuần hóa. Mà Sovacchasata đôi khi có nhiều vị dịch là thiện ngôn. Thiện ngôn tức là nói hiền thiện, không phải. Mà Sovacchasata là con người mình dễ nói. Dạ, dễ nói không phải là thiện ngôn, dễ nói. Cái dễ nói ở đây là cái tính nhu thuận, cái tính dễ được xây dựng, tính biết lắng nghe, tính biết phục thiện. Và với cái tính hạnh này đó, thì một người được nhiều cái cơ hội để học hỏi. Chúng tôi biết như vậy là không phải chỉ trong cái giới tu hành đâu, mà kể cả ở ngoài đời, ngoài cuộc sống, những người mà cao gạo tự thị thì họ ít khi được người ta góp ý chỉ dẫn. Mà một người có cái thái độ biết lắng nghe, biết mở lòng thì mình nhận được nhiều nhiều cái sự chỉ dẫn lợi lắm. Trong đời chúng tôi đó, được nghe nhiều câu chuyện là những người mà họ làm ăn buôn bán, đôi khi nhờ cái sự góp ý chỉ dẫn của một người khác mà mở ra cho họ một con đường thênh thang. Con đường thênh thang đó là do cái người khác bày vẽ đúng. Ở trong ngạn ngữ của người Việt Nam chúng ta có câu là không thầy đố mày làm nên. Không thầy đố mày làm nên nghĩa là nếu mà mình không lắng nghe người khác thì tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống chúng ta đều bị dọa dẫm hết. Người ta không chỉ mình phải dọa dẫm thôi, mà dọa dẫm bất kỳ giờ đâu. Đôi khi mà làm công việc là những quý vị không nghe được, xin lỗi quý vị Phật tử. Dạ, quý vị có nghe lại được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Người ta nói không thầy đố mày làm nên đó là tại vì ở trong cuộc sống chúng ta đó, mà bất cứ chuyện gì
chúng ta cũng phải tự suy nghĩ, tự tìm hiểu, nó mất thời giờ lắm tự đi. Và nếu mình là người chịu học hỏi, chịu lắng nghe, và thậm chí mình có sai sai lầm mà chịu phục thiền, thì thật ra mình có thể học được rất nhiều điều. Và những cái học này đó, nó giúp cho chúng ta cắt ngắn được thời giờ. Người ta có nói là do not invent the wheel, là đừng có tái phát minh cái bánh xe nữa. Bánh xe là một ở trong những cái phát minh quan trọng của con người, nhưng mà cái chuyện đó là một cái phát minh đã nhiều, đã lâu lắm rồi, bây giờ mình cứ theo đó mình làm thôi. Như ở không đây, mình cái gì mình cũng cố gắng mình làm theo ý của mình hết á, thì như vậy mình không có học được kinh nghiệm người đi trước. Đây là vấn đề của cuộc sống. Tại sao xã hội Tây Phương ở trong 4 thế kỷ vừa qua họ phát triển rất nhanh? Là tại vì họ biết tận dụng những cái phát minh, những cái phát kiến của người khác. Những người khác đi trước đã làm như vậy hay, mình đi sau mình học những quá tốt. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con kính cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng cầm bích trở lại ạ. Nam mô Bố Tha Giá. Con kính nhận. Dạ quý Phật tử khó nghe là được không hả? Xin lỗi quý vị có nghe dạ vâng. Thưa quý vị, một người mà có khả năng để lắng nghe, có khả năng để hấp thụ và có khả năng để thay đổi, thì nhưng điều này khiến cho những người này đỡ mất rất là nhiều những cái thời gian quý báu mà mình phải dậm chân một chỗ. Con người chúng ta thường gặp cái trở ngại trong cuộc sống đó, là tại vì chúng ta không cải thiện. Mà một trong những lý do mà chúng ta không cải thiện được là vì mình không thấy được cái con đường sáng, con đường quang rạng trước mặt. Chúng tôi có biết có nhiều người qua bên Mỹ, tiếng Anh thì không giỏi, nhưng họ rất là thành công. Trái lại, có những người qua Mỹ tiếng Anh rất là giỏi, nhưng họ không thành công. Nó chỉ đơn giản là do cái thái độ tích cực hay không tích cực ở trong cuộc sống của họ thôi. Cái người có thái độ tích cực á, cái nào họ không biết thì họ học, cái nào họ làm dở thì họ cải thiện. Cái nào mà họ cảm thấy rằng bản thân của họ không làm được thì họ đi tìm người khác giúp cho họ. Và nếu mình mở lòng ra, mình chịu học, mình chịu tiếp nhận, mình chịu hấp thụ, chịu cải thiện, thì thưa quý vị, chúng ta có nhiều con đường để đi lắm. Đa số những cái bế tắc trong cuộc sống mà dậm chân một chỗ là do chính bản thân của chúng ta. Bản thân chúng ta không có nghe được, không có chịu
thay vì mình bỏ thì giờ mình mò mẫm thì chút thì mình đi hỏi đơn giản thôi. Ở chùa có một vài Phật tử họ nói chúng tôi chuyện cũng vui lắm. Họ nói rằng hồi xưa đó nói đến chuyện nấu ăn họ sợ lắm, nhưng mà sau này là bởi vì hoàn cảnh bắt buộc họ phải nấu ăn, thì không biết thì họ mở YouTube rồi họ coi, họ tra trong Google, rồi nếu không biết nữa thì bóc điện thoại hỏi những người quen. Và họ nói rằng ban đầu hỏi họ cũng mắc cỡ, nhưng mà sau này họ thấy không có gì mắc cỡ hết, mình không biết mình hỏi thôi. Thời gian sau thì họ thấy họ làm được nhiều việc. Đó là thí dụ rất là đơn giản. Chúng tôi có một lần rất là cảm động là một vị trưởng lão gọi điện thoại hỏi chúng tôi một chuyện. Chuyện rất là bình thường ở trong thắng pháp Abhidhamma. Thì chúng tôi trình bày xong thì Ngài rất là hoan hỷ. Nhưng mà Ngài hoan hỷ là cái phần nhỏ. Nhưng trong lòng chúng tôi thì chúng tôi rất là quý trọng Ngài. Tại vì sao? Vì Ngài là vị trưởng lão, là vị có danh tiếng, nhưng mà cái chuyện đó mà Ngài cần hỏi thì Ngài hỏi. Tại vì Ngài có nghiên cứu về thánh pháp nhiều. Thì thưa quý vị, cái đó nó cho chúng ta thấy rằng tại sao cái vị trưởng lão đó có những thành tựu rất lớn trong đời sống. Nghĩa là cái gì mà mình cảm thấy mình cần biết, thì cho dù mình hỏi cái chuyện đó ở cái vị nhỏ hơn mình cũng không cảm thấy xấu hổ. Đó là cái tinh thần cầu học. Ở trong đời này không ai biết tất cả mọi chuyện hết. Người thì biết cái này, người biết cái kia. Chúng tôi nhớ hồi đi học đó, có những vị thầy giáo sư là professor ở Mỹ, cái hàm giáo sư lớn lắm, chẳng phải nhỏ. Nhưng mà khi cần học ở computer vẫn đi xuống hỏi một cái anh học sinh làm tutor. Cái học sinh này ảnh còn đi học nhưng mà giỏi về computer thì cũng đi hỏi như thường, chứ phải mình nói mình professor mình đi hỏi người ta mắc cỡ, hỏi học sinh mắc cỡ. Thì như vậy đó, một cái xã hội mà tiến bộ ngày nay là xã hội mà con người có một thái độ rất là thoải mái để chấp nhận rằng mình không có khoản nào, mình không có phải là một người mà cái gì cũng biết. Do vậy mình nên là một người chịu mở lòng ra để mà học, chịu hạ mình để mà hỏi những người thấp hơn mình, trẻ hơn mình, nhỏ hơn mình. Và chúng tôi cũng muốn nghe một cái vị trưởng lão hồi xưa đó, mình tâm sự một điều rằng đừng có tưởng mình ở trong chư tăng mình là bị cao hạ được hạnh phúc đâu. Rồi chúng tôi hỏi sao vậy Ngài? Ngài rất có nhiều khi mình cao hạ rồi đó, mình làm những cái chuyện không có đúng, các vị khác không dám xây dựng. Bởi vì mình còn nhỏ, mới vào chùa tu hay là còn trẻ, mà làm gì khác họ nhắc cho mình nên hoan hỷ. Tại ở cái tuổi nào đó, ít có ai xì như mình lắm. Thì chúng tôi nghe vị nói chúng tôi cũng hơi thấy lạ trong lòng, tại vì nghĩ rằng làm vị trưởng lão là quay phong lắm mà. Làm vị trưởng lão là ai cũng thích muốn làm như vậy. Ở nhà, ở trong chùa mình là sếp, mình là cao hết. Nhưng một khi mà không ai xây dựng được cho chính mình, thì cuộc sống mình đó đâu có vấn đề. Nên Khổng Tử là một nhà giáo, nếu chúng ta tạm nói như vậy. Và có một điều mà Khổng Tử làm được ở trong đời là ở cái tuổi nào học hoài cũng bao giờ biết mệt. Một cái người mà có cái tâm cầu học, chịu học, thì thưa quý vị, cho dù rằng vị đó là vị sư, vị đó là một vị tiến sĩ, cho dù vị đó là một vị mà ở địa vị nào đi nữa, nhưng mà cần học thì cứ học thôi. Dạ. Đơn giản vậy, có lý do gì mà mình phải sợ, mình phải ngại, mình phải cảm thấy khó khăn? Đó là chúng ta nói bình thường. Thì cái tinh thần mà dễ dãi ở tại đây đó, nó đi với tinh thần cầu học, cầu tu. Nói một cách khác là mình sống
với một thái độ chuyển hóa đời sống. Chừng nó làm sai mình cứ nhận như vậy, và mình sẵn sàng để thay đổi cho tốt hơn. Cứ đứng từ cuộc sống của mình cứ dậm chân một chỗ hoài, chuyện nó suốt đời cứ ôm hoài thì mình có vấn đề, mình không học được. Thì thứ gì ở trong bài kinh này, thì nếu mà quý vị thấy đọc lại trong 16 cái tính nết của một người khó dạy và 16 cái đức tính của người dễ dạy thôi, thì chúng tôi có ở trong kinh thì không có, nhưng mà chúng tôi phân ra làm bốn, chúng tôi chia làm bốn. Ở trong cái chia làm bốn đó thì riêng về bốn pháp đầu đó, là chúng tôi muốn nói đến cái bốn cái pháp mà mình gọi là cái cá tính. Ví dụ như cái cá tính là tính hay ham hố, tính hay khen mình chê người, tính hay phẫn nộ, tính hay để bụng, hay là hay hận thù, hay là ghim trong lòng, rất là ghim trong lòng. Thì khi có bốn cái tính đó, thì lâu ngày ít có ai dám chỉ dẫn cho mình cái gì. Bốn cái tính tiếp theo đó thì chúng ta gọi là một người cố chấp và hay phản ứng giận dữ hay chống đối chỉ trích đó. Đây là cái thái độ phản ứng người ta xây dựng mình, mà mình nói một câu là tôi vậy, ai chịu chịu thôi, thì sau đó ai dám xây dựng mình hết. Cái đó là sự cố chấp. Một cái phái phản ứng giận dữ, người ta mới nói một câu là mình đã có thái độ gọi là tự bảo vệ chính mình, defensive, giống như là mình bị xúc phạm, thì sao đồng ai dám nói gì mình hết. Còn ngược lại, mình có sự chống đối thì chỉ trích, chống đối là những lời nói chỉ trích, là mình bươi móc chuyện người ta ra để mà mình đem so sánh chuyện này, thì thật ra là chịu, không ai nói gì. Chúng ta gọi là bốn cái pháp đó là nói về thái độ. Và chúng ta cũng nói đến là cái người mà có cái những cái đặc điểm trở thành người khó nói đó, thì ở trong đó là hay chất vấn, hay nói chúng ta nói đổi đề tài, nói lãng qua chuyện khác, hay ngụy biện, và hư ngụy não hại. Thì bốn pháp này nó lại là chúng ta nói là bốn cái cách không có đẹp để nhìn vào vấn đề, bốn cách không đẹp nhìn vào vấn đề. Ai mới vừa nói sư làm chuyện đó có vẻ không được hả? Thì mình hỏi liền, chị nghe chuyện đó ở đâu vậy? Sư nghe chuyện đó ở đâu vậy? Sao sư biết chẳng hạn? Thì sẽ được chất bất người ta. Nói lãng tức là mình đưa ra cái chuyện khác để thay thế, được gọi là đổi đề tài. Giải thích là ngụy biện, chuyện gì nói ra ngụy biện được hết. Ví dụ như là đồng ý là đôi khi người ta nói chuyện mình cần giải thích, nhưng mà họ nói một chục chuyện mà chuyện nào mình cũng đưa ra là giải thích hết thì mình có vấn đề. Hư ngụy não hại là mình thổi phồng việc đó, mình nói lớn chuyện đó làm cho câu chuyện nó hư, thì mình nhớ rằng đó là một cái thái độ xử lý. Và thái độ xử lý có bốn điểm như vậy. Và sau cùng thì quý vị, chúng ta nói đến cái tính gọi là sang tham tật đố, hay là lừa đảo, hay là ngã mạn, hay là chấp thủ không buông xả. Thì đây là những cái cá tính chúng ta gọi là cái căn bản. Và cái căn bản của một con người, cái nền tảng nó hỏng rồi, nền tảng hỏng thì không ai xây dựng được, phải bỏ những thứ đó. Nếu những thứ đó nó là thật sự là cái gì mà nó ăn sâu một rễ trong lòng chúng ta phải bỏ. Thì sau khi mà chúng ta nói về 16 cái tính của người
dễ dạy, 16 tính của người dễ nói và người khó nói đó. Thì cái đoạn thứ ba cũng chính là đề tài của bài kinh này. Ngài Mục Kiền Liên ngài khuyên, ngài khuyên chúng ta nên thấy người sát lại mình. Thí dụ như mình thấy một người nào đó họ có cái tính xấu, thì cái cách của mình suy nghĩ là cái tính nó thật sự là rất là xấu. Thí dụ một người có tật họ nói nhiều, mình nghe mình cũng chán nữa, thì mình thấy nói nhiều như vậy thì thay vì mình phê bình người đó thì ngài khuyên mình nên suy nghĩ là cái chuyện nói nhiều là cái chuyện mà không có đáng hoan hỷ. Và do vậy mình hãy là người không có nói nhiều. Hai người đó là một người ngụy biện, ngụy biện là một điều không có hoan hỷ, thì như vậy mình không nên ngụy biện. Tức là thay vì mình thấy cái lỗi ở người khác, thấy cái khiếm khuyết của người khác để làm cái điều để mình chỉ trích, để làm điều để mình soi mói, mà một tu rất lặng lẽ ghi nhận những điều đó, và khi ghi nhận xong tự nhắc chính mình là mình đừng đi theo cái vết xe đổ đó, đừng đi theo con đường đó. Ở đây không phải cái người mà cái người tu là người lấy mũ đi che tay là mình không biết về cái xấu của cuộc đời, mình cũng nên biết, dạ mình cũng nên biết, nhưng mình nên biết không phải để mình biết để mình chỉ trích người ta, mình biết để mình đem vào trong lòng, mình biết để mình nhắc mình, và mình biết là để tự tự nhủ chính mình rằng mình đừng đi theo con đường đó, tại con đường không có đẹp, đơn giản vậy thôi. Sư trưởng hồi trước sư trưởng có nói một cái câu là thế gian là đại học đường, hoàn cảnh khốn khó là trường dạy khôn. Thật ra trong cuộc sống này cái hay nó cũng dạy chúng ta được, và cái dở nó cũng dạy chúng ta được. Cái người tốt cũng cho mình có những cái học được, và người xấu thì nó cũng có những cách để giúp mình học, nếu mà mình khéo mình học được. Như ngài Mục Kiền Liên nói tại đây, mình thấy một người hay có cái bệnh là bệnh đố kỵ, bệnh ganh tị, mình thấy đó không phải là điều để mình chỉ trích để mình nói xấu người đó, mà mình thấy được nhắc rằng ồ, cái người mà có tật hay ganh tị như vậy đó là người không có đẹp, không có tốt, và mình hãy là người không có ganh tị, không đố kỵ, thấy chuyện người nhưng mà để nhắc mình và tự nhắc mình, nhắc một cách riêng tư chính mình, chứ phải lấy điều đó là một chuyện phiền não. Cái người mà có tinh thần cầu tu, cầu học, cầu tiến thì thứ gì hoàn cảnh nào cũng học được hết. Dạ. Thấy cái hay của người khác mình cũng học được, thấy cái dở mình cũng học được, nhưng mà thấy cái dở khác học không phải để mình noi theo, mình bắt chước theo, mà thấy cái dở người khác để mình tránh. Cũng giống như là bây giờ mình đọc về những vị tướng đó, đâu phải chỉ học về những cái giỏi của những vị tướng khác, mà những vị tướng còn học về những cái thất bại của những vị tướng khác, mình học người ta để mình tránh. Chúng tôi nhớ là trong lịch sử về lịch nhị thế chiến thì họ nói rằng những cái tài liệu mà các sĩ quan cầm quân của Đức Quốc xã đều phải đọc, ở trong đó có Tao Quốc Chí dịch sang tiếng Đức. Tao Quốc Chí thì phải là cái nào cũng hay hết, không phải toàn bộ Tao Quốc Chí là điều đó, vì những cái mưu kế của Khổng Minh, của Châu Du, không phải gì. Mà trong Tam Quốc Chí nói rất nhiều về cả cái hay cái dở, kể cái tính nóng nảy đố kỵ nghi ngờ của Tào Tháo, nói về cái cá tính của Tôn Quyền, nói về ngay cả những người mà làm việc cho Lưu Bị giống như Trương Phi cũng tính nóng nảy, thì cũng ghi rõ. Nói chung là khi mà chúng ta đọc về Tam Quốc Chí thì chúng đọc về cả cái hay, cái dở, cái thành, cái bại. Nhưng mà rồi, để làm gì? Tại vì điều đó nó cho những bài học tốt. Cái hay cũng cho chúng ta những bài học tốt, mà cái xấu chúng ta cho chúng ta bài học tốt. Ở đây là trong cái bài kinh tư lượng á, tư lượng nghĩa là mình xét mình hay là xét người để cải thiện bản thân của mình, gọi là tư lượng. Chứ tư lượng ở đây nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Dạ. Nếu mà mình chỉ
tự nghĩ cái tốt của mình và mình đề cao cái tốt mình không phải là tư lượng. Mình nghĩ cái xấu người khác để chỉ không phải là tư lượng. Mà ở đây xét những cái hay và cái dở để cải thiện bản thân, cái đó mới gọi là tư lượng. Thì trong cả ba phần thì đều cập đến 16 pháp, nhưng mà trong ba cái góc cạnh khác nhau. Cái góc cạnh đầu tiên là 16 pháp đó đề cập đến những cái tính nết của một người khó dạy, và đối lập lại đó cũng là 16 tánh mà nó khiến cho một người trở nên dễ dạy. Và cái phần thứ ba đó thì tôn giả nói rằng đối với những điều đó, một người mà cầu tiến, một người muốn thay đổi bản thân, thì thưa vị, người đó cần làm một điều. Điều gì? Là xét cái khuyết điểm của người khác, hoặc là xét khuyết điểm bản thân của mình. Xét khuyết điểm người khác không phải là để chỉ trích, xét bản thân cũng không phải để rầu rĩ, để mặc cảm, mà mình xét rồi mình nói rằng mình sẽ không là như vậy nữa, thì đó là cái lợi lạc cho bản thân. Ở trong truyền tông họ nói rằng có cái câu thoại như vậy, họ nói rằng té ở trên đất thì chống đất mà đứng dậy. Bất cứ một người nào trong cuộc đời này mà có những sai lầm, và nếu rút được những bài học từ sự sai lầm đó thì người có thể đứng dậy. Còn cái người mà té xuống đất mà nằm quỵ luôn mà không đứng dậy thôi, thì vấn đề không phải là mặt đất, vấn đề không phải mình bị vấp ngã, mà vấn đề là mình không chịu đứng dậy. Và cái không chịu đứng dậy mà chịu đứng dậy thôi, nó tạo cho cái hướng đi tương lai hoàn toàn khác. Và bài kinh này mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài dạy đó, là một người biết tự xét và biết tự cải thiện, tự mình đứng dậy từ những cái thương đau cuộc sống, những cái khuyết điểm của bản thân, từ những cái tiêu cực của mình hay là của người khác, là một bài học rất là đẹp. Thưa quý vị, đó là lời và điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài kinh tư lượng ngày hôm nay. Thì bây giờ quý vị khoan nghĩ chờ chúng tôi một chút. Không biết bạch thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin thượng tọa khoan nghĩ. Thượng tọa khoan nghĩ có vài lời trong bài kinh này, rồi sau đó xin trở lại với những câu thảo luận về chư tăng. Một lần nữa xin khỏi thượng tọa Từ Siêu, dạ, kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trong khi chờ đợi thượng tọa Nhất Đẳng, soạn các cái câu thảo luận với chư tăng, chúng tôi xin có vài lời những gì chúng ta đã được nghe thượng tọa Giác Đẳng trình bày. Giải thích chúng ta đã hiểu đã rất khó. Ở đây chúng tôi cũng không nói gì thêm, chỉ chia sẻ cho quý vị một vài điều nó liên quan đến ngữ nghĩa mà thôi. Ừ.
16 cái thói hư, cái tật xấu để trở thành một người khó dạy. Thì ở trong đó có những từ sẽ khiến cho người học chúng ta có cái sự băn khoăn, không biết cái nghĩa đó nghĩa gì. Mà nếu không biết cái nghĩa đó thời như vậy, chúng ta không có thực hành được. Những cái tật xấu ở đầu từ một cho đến 10 cho đến 11 thì chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Nhưng mà những từ hư ngụy và não hại hoặc là khi cuốn và lừa gạt, hoan mê và quá mạng, những từ này đối với chúng ta là một từ mà chúng ta khó hiểu. Nếu như không có giải thích thì ở đây chúng tôi chỉ nói những cái từ khó hiểu thôi. Thực ra đây là những cái từ mà nó liên quan đến chữ Hán quá nhiều. Ở chỗ đó là chúng ta cần phải làm cho nó rõ nghĩa thuần Việt, chúng ta mới hiểu được. Mặc khi Palasi
diền pha và não hại. Cái chữ bắc khi, cái chữ diền pha đó, có lẽ là quý vị hiểu hơn là cái chữ hương vị và não hại. Diền pha tức là chúng ta hay nói xấu người khác, bôi nhọ người khác, iski materi tận đốt và sang tha. Chữ iski tận đốt tức là cái sự ghen tị, cái sự ganh tị. Còn machari tức là bủn xỉn hay là bọn xẻn. Ở trong bản dịch chúng ta thường xài cái chữ machari là sang tham, làm cho chúng ta khó hiểu được cái chữ. Thực ra nó không có chữ tham trong này, mà chữ sang đó tức là cái sự sang lẫn hay là lẫn là bỏng sẻn. Đó là một cái tật xấu, hai tật xấu. Khi cuốn và lừng gạt chữ sắc thô và chữ ma gia quy. Chữ sắc thô tức là mang cá hay là cái sự giấu cá. Chúng ta xài chữ giấu cá, chúng ta dễ hiểu hơn là cái chữ khi cuốn. Còn chữ ma cha quy tức là lừa đảo. Cái danh từ này thì chúng ta lừa đảo hay lừng gạt là chúng ta trong cái đời thường chúng ta vẫn có xài, cho nên cái từ đó thì cũng dễ hiểu rồi. Hoang mê và quá mạng chữ thách đồ hô, chữ thách hô Atimani là cống cao, tức là ngã mạng thái quá, kiêu mạng thái quá. Cái chữ cống cao đó nó còn có nghĩa là hách dịch. Còn cái chữ hoang mê đó, chữ thắt đờ hô, chữ thắt đờ hô ở đây có nghĩa là cái sự bướng bỉnh, hay cái nghĩa trắng của nó là cái sự cứng đầu. Cái nghĩa mà chúng ta xài thường là cứng đầu. Cái đó được gọi là hoang mê. Thành ra khi mà chúng ta học tiếng Pali đó, nếu từ Pali mà dịch ra Việt đó, là chúng ta nên thuần Việt một chút, hay là chúng ta dùng từ cho nó dễ hiểu chút thì không đến nỗi khó hiểu cho chúng ta, và chúng ta có thể thực hành được. Thành ra chữ thách đố cái chữ hoang mê
Cái chữ này chúng ta cần phải hiểu chữ thất thu là bướng bỉnh hay là ngoan cố, hoặc là nói trắng ra là người cứng đầu. Và quá mạn tức là ngã mạn thái quá, là cái sự cống cao. Và cái cương quốc là người chấp trước thế tục, cố chấp tự kiến, tánh khó hành xả. Ba từ này chúng ta phải cái chữ Sanhiti Paramasa ở đây đừng chỉ là chấp trước thế tục, nhưng mà thực ra thì chữ Sanhiti Paramasi có nghĩa là cái sự cố chấp cái chuyện không đáng. Một cái chuyện rất là tầm thường và cố chấp, Athanagahi là cố chấp tự kiến, thì ở đây chúng ta phải hiểu tức là bảo thủ, cái tính bảo thủ, chỉ bảo thủ cái gì mình suy nghĩ thôi, khư khư giữ cái gì mà mình suy nghĩ, mình chủ trương mà không có chịu nghe ai hết, cho nên chúng ta gọi là bảo thủ, cái tính bảo thủ. Còn đúc bạch tín ghi ở đây không phải là khó hành xả. Cái chữ hành xả đó, nếu mà chúng ta xài ở trong nghĩa này thì coi chừng chúng ta nhầm lẫn với cái chữ obekha. Như là trong 10 pháp la mật có cái chữ obekha tức là hành xả la mật. Hành xả tức là đối với tám ngọn gió đời khen chê buồn khổ đặng mất binh dục mà tâm bị chi phối, như vậy người đó không có hành xả. Còn cái phút thát sẽ luôn cái thâm mê chi tăng giá sẽ nó không bát tiếp, khi xúc chạm tám pháp đời khen chê buồn khổ đặng mất binh dục mà tâm không bị dao động thì tâm đó gọi là tâm hành xả. Còn ở đây cái chữ đúc bạch tín nisakhi nó có nghĩa là một người khó buông bỏ, khó buông bỏ,
khi mà người ta xúc phạm đến mình, hay người ta có cái lời nói trịch thượng chút, mình không có buông bỏ được, mà mình chỉ ôm ấp ở trong lòng. Như Đức Phật Ngài dạy rằng: nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Một người mà không có cái tâm, không có thoáng, thì như vậy được gọi là đức có tính sắc di, là những cái từ mình cần phải hiểu. Chúng tôi đã trình bày để cho quý vị hiểu những cái ngoan, những cái khi cuốn, những cái từ như là khi cuốn hay là quá mạng, hoặc là tánh khó hành xả này kia đó. Những cái này chúng ta, hay là chúng ngoan mê, mấy cái từ này là chúng ta phải hiểu theo cái từ Pali, cái nghĩa thông thông thường như vậy. Khi nãy hình như những cái từ này cô Từ Mẫn có cái sự thắc mắc. Nên ở đây sẵn tiếp lời Thượng Tọa Giác Đẳng, trong thời gian Thượng Tọa soạn câu thảo luận thì chúng tôi có vài điều để chia sẻ với quý vị về ngữ nghĩa. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Thượng Sư, rất là hoan hỷ là ở trong lớp học của chúng ta có Thượng Tọa Thượng Sư là một vị rất là cẩn thận về những cái từ vựng Phật học. Đôi khi chúng ta không có đào sâu đi rõ đó là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì những điều này nếu chúng ta nhìn thoáng qua đó, thì chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn với nhau. Rất là kính trưng Thượng Tọa. Bây giờ thì để chỉnh Thượng Tọa được suy nghĩ, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và Đại Đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Dạ, Đại Đức Pháp Tính, ở trong bài kinh ngày hôm nay, tôn giả Mục Hiền Liên dạy chúng ta nên tự xét về bản thân của mình hay tự xét về người khác. Tự xét về mình khi thấy người khác có những cái lầm lỗi. Nếu đời sống mình mà mình thường nghĩ về cái khuyết điểm bản thân của mình, thì mình làm thế nào để tránh khỏi mặc cảm? Tại có nhiều người đó, khi mà thấy mình có những khuyết điểm thì hay mặc cảm. Thì xin thỉnh ý kiến của Đại Học Tinh. Nam Mô Bụt Đà. Con xin thành kính đảnh lễ đến hai sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Tăng. Kính chào quý cô phụ nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì đối với những cái lỗi lầm, nó giống như là một cái nghiệp chướng, hoặc là giống như là một cái quả chướng. Nhưng mà đối với một người khi mà suy xét về
những cái lỗi lầm của mình. Nếu mà cái người đó biết tu tập hoặc là có niềm tin về nhân quả thì cái người đó sẽ khắc phục được và trở nên không có bị lỗi lầm. Cũng như cái trường hợp của tiền thân của Manika, khi mà nhớ lại do cái nghiệp của mình mà nhớ lại ở trong quá khứ của mình đã sát sanh rồi, khi mà nhớ đến cái điều đó thì bà đã biết rằng là bà đã trải qua nhiều cái kiếp sống bị hành hạ như vậy, và bà biết rằng là bây giờ thêm một lần nữa là bà đã cũng như là đã trả xong cái những cái lỗi lầm đó đó. Thành ra chính vì vậy đó mà bà có cái nụ cười. Đây là không phải là một cái nụ cười do phóng dật, nhưng mà bà biết được là bà đã cũng như là khắc phục được cái lỗi lầm đó rồi. Vậy thì qua cái câu chuyện đó đó, chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta có những cái lỗi lầm hoặc là chúng ta có cái khuyết điểm nào ở cái bản thân mà chúng ta biết cách hướng thiền, chúng ta biết cách hướng thiền thì chúng ta không có rơi vào mặc cảm. Còn nếu mà ngược lại đó, chúng ta thấy những cái khuyết điểm rồi chúng ta cảm thấy buồn rầu rồi mình buông trôi thì nó dần dần nó sẽ chìm vào ở trong mặc cảm, nó dần dần nó sẽ chìm vào ở trong cái sự buồn tủi. Thì cái cách đó không phải là cái cách của một người mà biết tu Phật hoặc là một người có cái sự tu tập. Vậy thì ở trong cái cách này chúng ta làm thế nào để mà chúng ta quan sát, chúng ta biết được là những cái điều đó nó sẽ đưa đến những cái cảm thọ khổ, nó sẽ đưa đến những cái kiếp sống khổ, nó sẽ bị tổn hại cho mình. Thì khi mà mình quan sát về những cái điều đó thì nó sẽ làm cho chúng ta không bị, thành ra đó đối với cái người mà người ta biết tu tập thì cái cách quan sát của người ta càng ngày nó sẽ càng được trở nên tốt đẹp hơn, chứ nó không có rơi vào cái sự mặc cảm. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú kính trình đại chúng tinh, bạch chi tôn đức và thượng quý phật tử, bài kinh ngày hôm nay có lẽ là nhìn về phương diện Phật pháp đó, thì không phải là một bài kinh đề cập đến những vấn đề rất là sâu xa của thiền hay của giáo lý duyên khởi và vật. Bài kinh đặc biệt là đề cập đến trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà bài kinh này lại có một giá trị rất là thực tiễn, rất là gần gũi với tất cả chúng ta. Và đặc biệt là Đức Phật Ngài luôn nhắc nhở thân cận bản lành là một trong những cái, là một cái yếu tố rất là quan trọng của sự tu tập. Mà thân cận bản lành mà mình có lãnh hội, có tiếp nhận được những sự xây dựng góp ý hay không thì ít nhất chúng ta là một, phải là một người dễ dãi, là một người nhu thuận. Nói một cách khác là nếu chúng ta ở gần một bậc thiện trí mà chúng ta không chịu lắng nghe thì cũng giống như cái muỗng ở trong nồi canh thôi, chúng ta không có đón nhận được gì. Và do vậy chúng ta phải nói rằng bài kinh ngày hôm nay một lần nữa nhắc chúng ta rất là nhiều là muốn có tiến bộ phải cải thiện, mà muốn cải thiện phải chịu lắng nghe, chịu phục thiện, chịu thay đổi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung học Buddha Dharma, kính trên chư vị giảng sư, chư tăng đã vào room để chia sẻ đảnh lễ quý ngài.
Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thu lành thay, con từ mẫn thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yeah.